Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình chuyên về game bài tài xỉu nha anh em. Lại là một ngày nữa anh em ta cùng nhau kiếm tiền với con game bài iWin hay còn được gọi là iWin 68 nha. Những anh em nào mà chưa trải nghiệm được game bài iWin, anh em hãy nhanh tay nhấp vào phòng mô tả, phòng bình luận. Mình có để đường link để cho anh em đăng ký tham gia trải nghiệm kiếm tiền của mình. Ngoài ra thì mình còn có một group chuyên phát lọc cho anh em, nên anh em hãy tranh thủ vào đó anh em lọc. Còn bây giờ trước khi mà vào với con game bài iWin, sẽ giới thiệu qua cho anh em một số sự kiện. Anh em bắn vào phòng một sự kiện này, anh em có thể vào để anh em chia sẻ lên phở bò mỗi ngày anh em có thêm được 3.000. Kết hợp vào đó thì còn có những cái phần quà, ví dụ như nhiệm vụ đó. Ngoài ra thì còn có cái sự kiện cây tiền, anh em chơi bất kỳ cái trò chơi nào cũng phải có điểm đóng cược, có thể vào đây quay được cái sự kiện cây tiền. Anh em tích được cái rìu, anh em có thể chặt được cái tiền đồng bạc và vàng để mà lấy thêm được rất là nhiều cái tiền khuyến mại. Ngoài ra thì còn có thêm cho anh em rất là sự kiện viết club, anh em cố gắng làm sao mà lên được cấp độ viết càng cao, anh em sẽ có được cái lương tuần cùng với một cái số phần quà khi mà anh em lên được cái cấp độ mới. Ngoài ra thì có những cái phần ví dụ như thưởng nào sinh nhật và quà cuối năm cho anh em, cực kỳ nhiều phần quà hấp dẫn dành cho anh em. Còn bây giờ thì nếu như mà anh em nào mà đam mê với những cái trò mà game bài hay là casino thì anh em có thể vào trong cái một phần casino này, anh em có thể vào để anh em chơi được những cái sảnh online. Đấy, kết hợp vào đó thì vẫn có những một số trò nó cực kỳ hot, đó là thể thao nha anh em. Đấy, hiện tại đang là mùa bóng rồi, anh em phải tranh thủ vào đây mà cùng nhau kiếm tiền nha. Còn bây giờ thì anh em ta tiếp tục để mà vào đục tài xỉu, để mà vào đục tài xỉu nha anh em. Ở cái thời điểm này là cái nhịp cầu này đang đi về gọi là cầu 24 nè. Anh em ta mạnh dạn, anh em ta nuôi cái nhịp cầu đi về lại cầu 25. Đó, sau khi mà đã đi về lại cầu 24 được rồi thì ít nhất là nó mình để ý nha, cái nhịp cầu mà đi về gọi là cầu 242 đấy thì mình thấy ít khi xuất hiện, mà đi về gọi là cầu 225 thì nó lại nhiều hơn. Đó, ui dồi, lại đi về 13 điểm về cầu tài thì chạy đâu nữa anh em. Đấy, mạnh tay tay này đi về là cầu xỉu thôi chứ chạy đâu nữa. Sau khi mà đi về lại được 13 điểm về lại cầu tài rồi thì tôi càng chắc chắn hơn là cái nhịp cầu này nó sẽ là một cái nhịp cầu rất là ngon để mà đi về lại cầu xỉu. Nên là cái thời điểm này là mi mạnh dạn để mà đánh lớn cái nhịp cầu đi về lại cầu xỉu nha anh em. Anh em thể xem được đây, cầu này đã đi về lại cầu xỉu, anh em thấy chưa, chạy đâu được anh em. Đấy, tôi thua 7m thì tôi lại ăn ngay lại 16m thôi anh em, chạy đâu được. Đã quyết tâm đánh lớn thì phải có cái sự chuẩn bị tốt đúng không anh em. Quan trọng là phải soi cầu và nhìn cầu thật kỹ, thì những cái chuyện đó là nó quá đơn giản để anh em thực sự anh em dễ kiếm được tiền. Thì bây giờ là một lần nữa là mình sẽ theo cái nhịp cầu đi về lại cầu xỉu này, để xem thử là cái thời điểm này nó còn đi về lại được cầu xỉu là không, hay là nó sẽ lại đảo cầu. Ui dội, vẫn là đảo cầu rồi anh em ạ. Tức là cái nhịp cầu này nó đang là một cái xu thế nó đảo đi về gọi là cầu 2411 nè. Nhưng mà riêng về cái mốc 12 điểm về là cầu tài này thì tôi đang hơi lo là nó sẽ còn đảo đi về lại bệt về lại cầu tài. Nhưng mà cứ trước tiên là vẫn sẽ theo về lại tay này về lại cầu xíu, để xem thử là vẫn còn xu thế đi về gọi là cầu 11 được là không nha. Thì cứ vẫn phải là nuôi về lại cầu xíu trước rồi đã anh em ạ. Cầu này đã đi về lại cầu xỉu được rồi nè, rất là đơn giản. Thì sau khi mà nó đã đi về lại cầu xỉu được, đi về lại được 9 điểm về về cầu xỉu, bây giờ là mình sẽ thử đảo cầu ở cái thời điểm này sau khi mà nó đã về lại được cầu xỉu nha. Nên là bây giờ là mình sẽ quay ngược lại tay này đi về lại cầu xỉu. Đó, anh em thấy chưa, rất là đông anh em thì theo về lại cầu tài, nhưng mà mình thì mình vẫn theo cái nhịp cầu đi về lại cầu xỉu thôi anh em. Để xem là cái nhịp cầu này còn đi về cầu xỉu được rồi không. Trực tiếp đã bệt cầu này đi về cầu xỉu nè. Sau khi mà đã bệt về lại được cầu 1-2 như vậy, anh em ta mạnh dạn anh em ta nuôi về gọi là cầu 1-3. Và bây giờ là mình sẽ vẫn nuôi về gọi là cầu 1-3, vẫn sẽ tiếp tục nuôi về lại tay này đi về lại cầu xỉu để mà theo về lại cầu 1-3 nha anh em. Để xem là cái nhịp cầu này nó có khả năng là nó còn xác suất đi về lại được cầu 1-3 hay là không. Đấy, ui dồi, không đi về lại được cầu 1-3 anh em à. Nhưng mà lại đi về gọi là cầu 1-2-2. Nhưng mà bình thường nha, nếu mà những cái mốc điểm mà 9-9 hoặc là 8-8 mà nó đi cùng với nhau thì tất nhiên là nó sẽ có cái cụm cầu còn lại đi về gọi là cầu 2-2 này. Thì bây giờ tôi sẽ thử đảo ngược lại tay này về lại cầu tài để mà kiểm chứng, để thử xem là có đúng hay là không nha anh em. Vẫn cứ đánh 6M, vẫn là cứ đánh trên cái số lãi của mình thì nó cực kỳ gọi là quá là ok luôn anh em à. Đó là vẫn tiếp tục thôi. Ui dồi ôi, lại đi về gọi là cầu 211 anh em à. Cái nhịp cầu này nó đang trêu anh em ta nha, thua nhẹ lại 12M đúng không. Thì riêng về cái nhịp cầu này tự tin để mà lấy lại được 12M đây. Quay ngược lại tay này về là cầu tài một lần nữa, vẫn là sẽ tiếp tục và đánh lớn tay này về là cầu tài thôi.
Nên nó chưa rất là đông, anh em thì lại đang theo về lại cầu xỉu rồi. Còn cá nhân mình thì mình vẫn tiếp tục mình theo về lại cầu tài thôi. Coi như là tạm thời đã gỡ lại được 6M đây nha anh em, cho hai nhịp cầu thua trước đó nè. Đó. Còn bây giờ là sau khi mà nó đã trôi về lại được cầu 11 nè, về lại được 14 điểm về lại cầu tài nè, mình sẽ tiếp tục mình theo ngược lại tay này đi về lại cầu xỉu một lần nữa. Và thời điểm này vẫn sẽ dồn cái số tiền lãi mà tôi có được, tôi tiếp tục tôi nuôi về lại cầu xỉu nhà anh em. Đấy, để mà gỡ lại. Ui dồi, lại căng cầu rồi. Cầu này đã đi về lại cầu xỉu nha anh em. Đấy, nhưng mà nó lại căng cầu anh em ta thôi. Thì bây giờ sau khi mà cái nhịp cầu 11 này lại xuất hiện nữa, trước đó cũng có nhịp cầu 4 tay đi về lại đảo cầu. Bây giờ cũng là 4 tay lại xuất hiện về lại 9 điểm. Bây giờ là sẽ thử đảo cầu luôn nha anh em. Biết đâu là còn cơ hội là ngay cả cái thời điểm này là nó sẽ đi về lại luôn được cầu 3 thì sao? Nếu như mà bây giờ vẫn tiếp tục về lại cầu xỉu đi thì vẫn mở ra là cái cơ hội anh em ta nuôi về lại được cầu 3. Đấy. Thì bây giờ nó đã đi về lại được cầu 1 2 rồi đây nè. Thì sau khi mà đi về lại cầu 1 2 được đây rồi, anh em ta mạnh tay anh em ta nuôi về gọi là cầu 1 3 thì mình sẽ quay ngược lại tay này đi về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 1 3 nha anh em. Vẫn là hơn 6M tay này đi về lại cầu xỉu để mà nuôi tiếp tục đi về gọi là cầu 1 3. Để xem là cái nhịp cầu này nó có đi về lại cầu 13 được là không nha. Đây, rất là đông anh em thì đang theo về lại cầu xỉu rồi. Cầu này đã đi về lại cầu 13 được rồi. Thì sau khi mà đã đi về lại cầu 13 thì mình sẽ bắt đầu mình nuôi về gọi là cầu 14 nè. Đấy, mình tiếp tục là mình nuôi tay này đi về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 14 nha anh em. Để xem là cái thời điểm này là nó có khả năng là nó còn đi về lại cầu 14 được là không. Vẫn là hơn 8M tay này về lại cầu xỉu thôi. Để mà một lần nữa nuôi về gọi là cầu 14 ngược trở lại nè. Đây rồi, cầu đã đi về lại cầu 14 được rồi đây nha anh em thể xem được anh em. Thì hầu như là mình đang ăn thông cái nhịp cầu này luôn nha. Anh em có thể xem được hầu như đang ăn thông cái nhịp cầu này luôn. Đó. Thì sau khi mà nó đã đi về cầu 14 và nó xuất hiện ở đây là 8 điểm về lại cầu xỉu thì vẫn còn cơ hội. Anh em ta tiếp tục nuôi về lại cầu xỉu một lần nữa nè. Và lần này thì mình vẫn là giữ nguyên cái số tiền mà trước đó là mình đánh. Đấy, cũng vẫn là hơn 8M. Thì có vẻ như là cái nhịp cầu này nó lại căng cầu rồi anh em à. Nhưng mà cũng khá là may mắn cho mình thì cái nhịp cầu này nó đi về lại cầu tài nhưng mà căng cầu nên là nó vẫn hoàn trả đầy đủ lại tiền cho anh em ta luôn. Đấy, thì anh em thấy không, những cái con game nào mà nó uy tín thì nó phải như vậy anh em à, chứ nó không phải giống như những cái con game mà lừa đảo giống như con game mà sinh viên đâu. Anh em cứ nghĩ đi, có cái trường hợp nào mà nó sẽ căng cầu và nó hoàn trả lại tiền cho anh em đâu. Đấy. Nên anh em phải hiểu rõ được một điều như vậy là chỉ có con game bài Ai Viên này thì nó mới làm được cái điều như vậy thôi. Đấy. Một số con game khác thì anh em cứ hiểu ở đây là cái câu chuyện căng cầu là gì. Nó sẽ soi. Đấy, nó sẽ soi là cho bên nào là đang ít tiền để nó cho về bên đó. Chứ anh em nghĩ là đã là một con game bài lừa đảo rồi thì anh em nghĩ là anh em có ăn được tiền của những con game bài lừa đảo đó là không? Ở đây anh em phải hiểu được cái vấn đề đó nha. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ quay ngược lại tay này về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 412 nè. Cầu này đã đi về lại cầu 412 nha anh em. Nói chung là quá đơn giản luôn. Sau khi mà để đi về cầu 412 được rồi nè, mình sẽ tiếp tục mình nuôi về gọi là cầu 413. Vẫn là theo cái tay này đi về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 413 nha anh em. Đấy. Tiếp tục là vẫn dí ngược lại về lại cầu xỉu thôi. Vẫn loanh quanh là ở cái thời điểm này cũng đâu đó cũng gần 6M tay này về cầu xỉu nè. Để mà nuôi về gọi là cầu 413 nha anh em. Ui dồi, cầu này không đi về cầu 413 được rồi nhưng mà nó lại đi về gọi là cầu 121 anh em à. Và đây là sẽ là cái cơ hội mà để anh em ta lấy lại được cái nhịp cầu vừa rồi này. Thì vừa rồi nó về lại được 14 điểm về cầu tài thì theo cá nhân mình nhận định là cái mốc 14 điểm về là cầu tài đấy. Thì nó không phải là một cái mốc điểm để dễ đi về bệt cầu tài nha, nên là mình mới tập trung ngược lại tay này về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 212 này để xem là cái nhịp cầu nó còn đi về cầu xỉu được hay không. Nhưng mà không đi về cầu 212 được nhưng mà lại đi về lại cầu tài rồi. Nói chung thì tới thời điểm này ít nhiều anh em ta cũng đã có được cái ngưỡng lãi khá là ok rồi đây. Đó là bây giờ chắc chắn là mình cũng sẽ xin phép anh em là được kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai. Anh em ta lại là một lần nữa kiếm tiền với con game bài Ai Viên nhà anh em. Xin chào và bye bye anh em.